Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu và giới thiệu với cô chú anh chị cái cây ổi gân nha chị. Đó, tao một số người nơi còn gọi ổi dư đó. Trái của nó là nhỏ mà nó có gân gân ha. Cây này khi mà trước khi khai thác, trước khi cắt phôi á, cây đã có trái rồi. Cô chú có thể xem trên màn hình ha, là cây trước khi khai thác đã có trái nha cô chú anh chị. Đó, cây này uống lượng, cây sống khỏe thường chậu nữa, em ship là ship cái chậu cho mình luôn. Cái cây chú so sánh với cây viết lông giúp em ha. Đó, sẽ lông giúp em. Này nó bự hơn cây viết lông nè. Đó, chiều cao của nó là tầm 25 cm ha. Em tính tới đây thôi ha. 25 cm. Cây lắc lượng rất là đẹp. Cây đầu tiên là mã số là 85. Đó, cây rất là quái nghe cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 350.000 ha. Em bao ship tặng nhà. Cây rất quái và đẹp nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo, đây là cây mã số 86 nha anh chị. Chị nhìn coi nè. Cây lắc lượng ha. Này nó cỡ cây dưới lồng, bự hơn cây dưới lồng chút. Cây đây cao tầm 22 cm. Đó, cây sống khỏe đâm chồi hết nha cô chú anh chị. Này sai trái lắm nha. Ổi gân nha, cái trái của nó sọc rất là đẹp. Cây mã số 86. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 250.000 thôi. Em bao ship tặng nhà luôn. Chị coi nè, rất là quái ha. Sống khỏe hết nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số 87. Cây này cũng rất là quái nè. Cô chú anh chị có thể xem nè. Lắc lượng vòng ha. Đó, mã số là 87. Cây rất là quái luôn. Cây này thì nó cỡ cây dứt lông thôi. Đó, mà nó rất là quái. Cao thì tầm khoảng 25 cm tới đọt. Rồi cây này giao lưu anh chị 200.000 thôi, mã số 87. Rồi tiếp theo cây mã số 88. Cô chú anh chị nhìn nó quái lắm nè ha. Đó, cực kỳ quái luôn. Cây này cao thì tầm khoảng từ 18 cm ha. Cây cái thân nè, cỡ cây dứt lông ha. Cô chú nhìn thấy ha. Đó, quay sơ cho cô chú anh chị xem. Chọn luôn nè. Nó lắc lượng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, mã số 88. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 250.000, em bao ship. Rồi tiếp theo 89. Cây cũng rất là quái ha. Nào chứ nhìn cây dứt lông nè, nó cỡ cây dứt lông ha. Mà cái nó quấn giống như cây ruột gà nha anh chị. Chiều cao cây này tầm 25 cm. Sống khỏe thường chậu hết trơn nha anh chị. Nửa ship chậu cho mình luôn. Đó, rất là quái cái cây ha. Nửa ra trái rất là đẹp nha. Cái này cái sẹo cũ thôi, kéo bít rồi. Rồi cây này cũng 250.000, mã số 89 nha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi tiếp theo cây mã số 90. Đó, cây này tầm cũng 25 cm ha. Đó, cây nào cũng đắt lượng rất là đẹp ha anh chị. Đó, thì so sánh cây dứt lông ha. Cây mã số 90. Cây này 250.000 luôn chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 91. Cây này dán bay ha, dán như con rồng nè. Ụt ha chị, rất là quái ha. Đó, cây sống đâm chồi sống khỏe hết nha chị. Đó, thì nó bự cũng có cây dứt lông thôi. Đó, chị có thể so sánh nè. Nhưng mà nó dán cái dán gì nó bay ha. Nè, quay kỹ cho chị xem ha. Rồi cây này thì 300.000, mã số 91. Rồi tiếp theo cây 92. Cây này tầm cỡ 20 cm ha anh chị. Nè, cây này thì cỡ cái đầu dứt lông này thôi, nó hơi nhỏ hơn chút. Cho đó để cô chú chị để rẻ anh chị, mã số 92. Đó, cây này thì để cô chú chị 200.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Cây đâm chồi sống khỏe hết ngay của chú chị. Rồi tiếp theo cây 93. Ồ, cây này uống nu uống nặng nha anh chị. Mấy cái này giống như cục gà nha anh chị. Nó lắc lượng rất khéo ha. Này nó uống rất là lâu lớn nha anh chị. Cho đó nó già cây rồi, nó có trái hết rồi nha anh chị. Cây này thì 93. Để gửi anh chị 250 rồi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo, cây này mã số 94. Đó, cao này cỡ 20 cm. Cỡ cây dứt lông ha. Cây nào này cỡ cùng cỡ nha, con số cây thì nó bự hơn chút xíu thôi. Đó, mã số 94, cao cũng 20 cm nha. Cây này giao lưu anh chị cũng là 250.000, em bao ship tặng nhà. Cây sống khỏe từng chậu ha. Rồi tiếp theo cây 95. Cây này thì nó dáng hơi bay. Quay bên đây của chùi chị cũng thấy nè. Đó, dáng hơi bay qua ha. Đó, thích anh chị nào thích mày dán bay á, tại em chưa cắt ra cho chị mình không thấy rõ ha. Uống công luôn ha. Mã số 95. Rồi cây này cũng hữu nghị 250 rồi, bao ship luôn nghe anh chị. Em gửi xuống cái chậu mình cho chị yên tâm ha. Rồi tiếp theo đây cây mã số 96. Chị ha, cây nào cũng quái cho nghe anh chị. Cao cây này cũng tầm 20 cm thôi. Đó, cỡ cây đầu dứt lông. Cây này hữu nghị 200.000 thôi, bao ship luôn. Đó, rồi tiếp theo mã số này là cây mã số 96 anh chị. Này 200.000 bao ship thôi. Tiếp theo mã số 97. Cây này nó to hơn dứt lông.
chiều cao cây này thì 25 cm. Đó, cây sống khỏe rất là quái luôn nè. Chị nhìn so sánh con cái với cây dưới lông chị biết cái cây cỡ nào nha chị. Đó, cao cỡ gang tay 25 cm đó. Rồi cây này thì hữu nghị của chú anh chị mình 300.000 ha, bao ship tặng nhà luôn ha. Cây sống khỏe thường chậu này, nữa về anh chị mà uống dây vô ha, nữa ra trái rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo cây này mã số 98 nha anh chị. Đó, cây này cũng cầm cỡ 25 cm nha anh chị, rất là quắn ha. Đó, mã số 98 này cũng 250.000 bao ship. Mã số 99, cây đa số nó cũng tự tựa nhau à, nó quái thôi, nó được cái là nó quái. Đó, nó sống khỏe hết rồi, khởi cái chậu rồi luôn. Cây này tầm 20 cm thôi. Mã số 99, cây này cũng 250 em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Rồi tiếp theo, cây này mã số 100. Cây này cao cầm 25 cm. Cũng rất là quái ha. Này, cây này thì nó bự hơn. Bự hơn cây dứt lông anh chị xem ha. Đó, cây sống khỏe nè. Ổ này về ra trái rất là đẹp nha anh chị. Ổ gần ha, cái trái nó gần ha. Rồi cây này 300.000 em bao ship. Mã số 100. Rồi tiếp theo mã số 101. Cây này thì nhỏ thì cỡ đầu dứt lông thôi. Cao cây này cỡ 19 cm. Đó, rất là quái ha. Cây này thì giao luôn chị 200.000 thôi. Mã số 101 200.000 thôi, bao ship tặng nhà cho luôn ha. Cây rất quái anh chị. Rồi tiếp theo cây này mã số 102. Cây này quái lắm nè anh chị. Ừ, cái lồng ha. Ồ, cây này cao cỡ gần 30 cm đó. Cây sống khỏe hết trơn nha anh chị. Đó, già cành là nó ra trái thôi anh chị ơi. Rề gốc rất là quái. Mã số 102, cây này thì 300.000 em bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo là 103. Đó, cây thì này thì nó nhỏ, cái đầu giết lông thôi. Đó, cây cao này cỡ 25 cm. Đó, cây sống khỏe mạnh hết trơn nha anh chị. Ship cả cái chậu nhựa cho mình luôn cho nó quý anh chị yên tâm ha. Mã số 103, cây này thì hữu nghị 200.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo cây này mã số 104. Rồi cây giết lông. Cây này cao cỡ 25 cm. Cây này thì giao luôn anh chị 250 thôi. Nè, cây uống quấn rất là đẹp ha, sống khỏe hết trơn nha cô chú anh chị. 250. Rồi tiếp theo là 105, cây này thì bự hơn cây dứt lông chút. Đó, nè. Đó, cây này quấn quái nữa ha. Dáng hơi bài bài luôn nha cô chú anh chị. Mã số 105, cây này cao tầm 32 cm. Đó, cây này quái ha. Cây này 300.000 thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 105. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Mấy cây này đâm chồi sống khỏe hết trơn ha cô chú anh chị. Theo mã số 46. Đó. Cây này cũng rất là quái nè. Cụm bự nè. Sống khỏe hết ngay cô chú anh chị. Cái này là 20. Nè, có bông luôn ha, dài cành là bông thôi. Chiều cao 23. Chiều cao 23. Đó. Củ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 46, cây này 200.000 anh chị, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo cây 50. Đó. Cây 50 này dáng lắc ha, đâm chồi trơn nha anh chị. Hoành 15. Chiều cao 23. Rồi 50 này 200.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn, để rẻ luôn. Rồi cây 51. Cây khá là đẹp nha anh chị. Rồi nó hoành luôn. Hoành 15. Chiều cao 21. Cây cũng khá to nha anh chị, ốp một tay luôn. Mã số 51. Rồi cây này hữu nghị của chú chị cũng 200.000 thôi, bao ship mã số 51. Rồi tiếp theo 57. Ồ cây này bự nha anh chị. Quanh cái này là 15. Chiều cao 12. Mã số 57. Rồi cây này giao lưu anh chị là 200.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. 57 luôn ha. Cây tâm chậu sống khỏe hết, chị yên tâm ha. Ship cả cái chậu cho mình luôn. Mã số 59. Mã số 59. Cây này cũng khá to nè. Thằng lắc rất là đẹp nha chị. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 24. Cây mã số 59. Rồi cái này 200.000 chị, bao ship tặng nhà luôn. 63. Rồi tiếp theo 63. Rất là quái luôn. Quanh 15. Chiều cao 19. Rồi cái này 200.000 thôi, mã số 63. Rất là quái nha chị. Rồi tiếp theo, cây này mã số 64 anh chị, rất là đẹp cây nè. Đó. Cây này đẹp cây lắm nha anh chị. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 18. Cây đẹp lắm nè. Rồi 250 anh chị, mã số 64. Mã số 64. Cây rất là đẹp ha. 250.000 thôi, bao ship. Mã số 65. Mã số 65. Cây này nó cục.
Hoành 19, chiều cao 14. Cục này rất quái nè chị. Rồi cây này mã số 65. Rồi hữu nghị 200.000 thôi, bao ship luôn. Tiếp theo Mã số 66. Cây đâm trò sống khỏe hết, chị yên tâm ha. Này để giá cực kỳ hữu nghị luôn. Còn nguyên cũ như này luôn nha chị. Hoành cái này là 27. Hoành 27. Chiều cao 27. Chiều cao 27 luôn. Mã số 66. Cây cũng rất là quái ha, nguyên cũ quấn luôn. Mã số 66, cái này 200.000 thôi chị, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo mã số 67. Cái này mã số 67 nha chị. Cũng rất là quái nè. Hoành 13, chiều cao 16. Rồi mã số 67. Rồi cái này hữu nghị 200.000 thôi, đi xăm siêu bông nha, sống khỏe luôn nha chị. Rồi mã số 68. Cái này cũng rất là đẹp. Đó. Cái này đẹp lắm nha chị. Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 19. Rồi, cái này hữu nghị cho cô chú anh chị mình 200.000 ha. Mã số 68, bao ship tặng tặng nhà. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị số cây nguyệt quế nha anh chị, lá sắn bông chùm với số cây ngâu bông vàng. Rồi, cây mà. Rồi, tiếp theo. Mã số 71. Cây này cũng đẹp lắm nha anh chị. Bự lắm nè. Rồi, đâu hoành luôn. Hoành 29. Chiều cao 53. Chiều cao 53. Đường kính bầu 40. Này em không xếp chậu nha cô chú anh chị. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, cây sống khỏe thường chậu nha. Mã số 71. Cây cũng khá là to đó. Rồi cây này giao luôn anh chị là rồi để rẻ 700.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Không xếp chậu nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 72. Ồ cây này cũng đẹp lắm anh chị. Cốt cành đều gan hết trơn nha. Đó. Này giá rất là mềm luôn. Hoành 26. Chiều cao 46. Đường kính bầu 40. Cây sống khỏe hết á. Rồi để rẻ 650 cây này thôi anh chị. Mã số 72. Bao ship luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số mấy? 73. Hoành 28. Chiều cao 75. Đường kính bầu 41. Cây sống khỏe hết chị yên tâm ha. Nó nhổ chậu ra đóng khung lại cho chị đàng hoàng luôn nha anh chị. Giá rất là mềm luôn á. Rồi cái này giao luôn chị là 700.000 thôi, để rẻ luôn. 700.000, bao ship luôn. Mã số 73. Rồi tiếp theo. Mã số 74. Cái này thì nó dở cái nó bị lỗ bên nha chị. Đó, đây nè. Lỗ bên. Đó. Lỗ bên mà mạch sống mình còn ha. Rồi, do đó để rẻ chị chơi luôn, cái sống khỏe anh chị yên tâm ha. Hoành 32. Chiều cao 50. Đường kính bầu 40. Rồi mã số 74. Cây này để hữu nghị mình là rồi 500.000 đó chị, bao ship tặng nhà luôn, mã số 74 ha. Rồi tiếp theo là tới lô hoa ngâu nha anh chị, ngâu bông vàng đó nha anh chị. Lá nó khác với lá nguyệt quế chút, nó hơi giống ha, bông của nó màu vàng, rất là đẹp. Mấy cây này sống sống khỏe thường chậu luôn ha. Em ship cái chậu mũ này cho mình luôn. Đó nè, chị coi nè. Củ đế rất là đẹp luôn. Hoành 16. Chiều cao 26. Đường kính bầu 20. Mã số 75. 75. Đó, củ đế rất là đẹp anh chị. Rồi 350.000 anh chị, bao ship luôn. Mã số 80. Ôi rồi củ quá trời to. Này củ to lắm nha anh chị. Hoành 22. Chiều cao 21. Mã số 80. Rồi cái này 500.000 anh chị, bao ship luôn. Củ rất là đẹp ha. Mã số 82. Mã số 82. Cũ rất là đẹp. Hoành 15. Chiều cao 27. Rồi cái này giao lưu anh chị là 350.000 thôi. 82. Mã số 82. Cây sống khỏe đâm trò ngâu bông vàng anh chị. Mã số 84. Lâu lâu mới có con lô anh chị. Đó.
chiều cao 28, mã số 84. Cụ quá đẹp. Rồi cái này cũng 400.000, bao ship tặng nhà. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Ha, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 nha cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắt bén cho cô chú anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắt bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền xẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Này mình gấp vô được nha anh chị. Gấp vô được. Cây này bao sắt bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh da băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắt bén luôn. Hàng đảm bảo sắt bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000.
Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, với một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây, em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này dám là kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, của chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ...